nhìn cái, nó già khủng khiếp, nhìn cái thân nó. Đấy, nhìn cái thân của nó, các bác nhìn địa y chứ. Nó già, già kinh lắm. Đấy, bên này thì rất già rồi. Xin quê lá. Xin chào các bác, cô chú, anh chị. Tối nay làm cây xanh này. Cây xanh quê. Lá thì nó rất giống lá năm điền ấy. Mà nó rất là già, mà trước trước tôi, cái này là cây của ông anh gửi chứ không phải cây của tôi các bác nhé. Cây ông anh gửi thì cái lúc mà đưa về đây thì tưởng chừng nó sắp chết đi các bác. Nó để trên được nó để trên chung cư mà các bác. Đấy, rất là cao và lúc đi bác ấy lại đang vừa mới thay đất thì sang tôi thì nó lại đúng cái đợt nó rất là nắng. Đúng đợt rất là nắng thì mình thấy nó yếu, rất là yếu, không bốc lên được. Thì may quá bây giờ nó đã cũng khá rồi, khá lá rất là dày râm mập rồi. Đấy. Tôi nên làm cái này một cây đợt có trước video có gọi là cây sừng trâu á. Thì hai bên nó như hai cái sừng trâu các. Thì nó là một cây làng già đẹp. Tuy nhiên là cái ngọn nó chưa rõ ràng, chưa có. Thì đang phải làm cái ngọn. Và tay cành của nó còn thực sự là chưa chuẩn. Và vách cũng chưa xếp lại được cái nó già. Được cái nó già và form dáng là ok. Đấy, thì hôm nay tôi làm cái này mà cố gắng sửa được tí nào thì sửa. Quay trở lại cái chuyện làm răm, vừa nãy tôi có phát cái video cái cây này này. Đấy, thì có đồng chí nào bình luận là bảo là quay sang học Nam Lê hay cái gì đấy cách làm răm. Xin thưa với các bác là cái chuyện mà anh em học kiến thức của nhau thì tôi rất là sẵn sàng, còn cái chuyện mà thẩm mỹ mỗi người mỗi cái lỗi chơi thì các bác không chắc không nên dạy người khác phải làm theo ai. Đấy, bàn luận thì ok. Đấy, vâng nhé. Đấy, thì bây giờ ý đồ tôi muốn làm thế kia rồi các bác, rồi muốn tôi làm như người khác thì chịu rồi. Thế chỉ còn cách các bác mua cây của tôi về xong rồi các bác làm theo ý người ta, đồng ý không? Thế nhá, bây giờ tôi làm cây này.
Còn thấy nó đỡ bị chiếu mặt này chưa? Và cái thứ hai là cây cảnh nó côn ruột hơn. Ngày trước là mình nuôi mà ông anh không cố quá muốn tận dụng ấy các bác. Giờ nó chưa triệt để, bây giờ tôi vừa làm lại hết rồi. Các bác thấy những cái ngày trước nó không có cái mầm này, tôi buộc tôi phải nuôi một cái ngọn ở đây để đánh nó vào. Bây giờ nó có ngọn đây rồi. Là một cây ba vai rất là đẹp. Tất nhiên cái này thì phải rất lâu nữa nhưng mà tương lai sáng rồi đấy. Đấy, cắt xong thấy ok là được rồi. Đấy, hạ hết khẩu độ xuống này. Hạ hết khẩu độ xuống, dằm riêng chỗ này được hết rồi nhưng mà chơi vơi quá, không lại phải bỏ đi đây. Đấy. Này sao cho xuống một chút nữa là được. Phẫu ở dưới này, phẫu cái cành này cho xuống chút. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đẩy những cái vách, cái rễ, cái da các bác nhé. Để cho nó đẹp cái bệ. Cho đẹp cái bệ.
ngon đấy các bạn, ngon rồi, ngon đấy. Đây các bác, sừng trâu già đây, sừng trâu già. Em gỡ hết cái vách ra rồi và làm côn rụt hết rồi. Làm côn rụt hết rồi. Đây, cái này vừa đẩy xuống một chút rồi. Sau cái tay này còn phải làm thêm. Nếu mà khi mà cái tay này nó ra đầy đủ thì sẽ chỉnh sửa tay này sau. Cơ bản bây giờ vít vào cho nó ấm như thế thôi. Rụt xịt côn rụt thế này, như thế này là lạ hơi bị dài đấy. Đấy. Dừng lại ở đây thôi nhá, không dài hơn được nữa. Đằng sau đang xây, đây một cái, đây một cái, đây một cái làm ngọn giả, làm ngọn của cái chi này. Mỗi chi đều phải có một cái ngọn của nó, tức là cái mầm dương. Đây, đẩy ra. Đấy. Không chế nó ở cái mức này thôi, bên này đang thiếu, đang đẩy ra đây. Đấy. Thì ra đến đây là đẹp. Bên này, đẩy này đây. Thế là ok rồi. Đấy, chỉ còn chờ cái này này, nó to bằng ngón tay cái là thành công rồi. Ngón tay cái không nhé, nó bằng bằng cỡ cái cục này là ngon rồi. Đấy, ngày trước không có cái này thì phải nuôi, đành phải nuôi một cái ngọn ở đây để đẩy dần vào, nhưng mà nó chỉ là giải pháp tình thế thôi. Bây giờ có cái mầm ở đây thì ok rồi. Đấy. Đẩy hết vách rồi, cái này là cái trống nha các bác nhé. Chống để cho cái đẩy cái rễ này ra, tôi với phẫu cái rễ này đẩy ra, nó cứ chèo chéo vào nhìn nó rất khó chịu. Mình cứ thích vách nó phải thẳng căng thôi, nhưng cái rễ này sao phải nắn này. Này cắt hết chân rồi, đẩy vào thẳng vách thẳng. Các nhìn thấy nó già khủng khiếp, nhìn cái thân nó. Đấy, nhìn cái thân của nó, các bác nhìn địa y đi ước. Nó già, già kinh lắm. Đấy, bên này thì rất già rồi. Xanh quê lá rất giống lá điền, lá bắt đầu dày dặn. Các bạn nhìn thấy chưa? Sau khi mà một số cái vách bên này là xuống, tôi sẽ sửa cái miếng này. Tôi có thể tôi sẽ bỏ cái rễ này đi. Đấy, nó hơi bị chướng chỗ này một chút. Cứ cho vách buông nó thoải mái đi, sau này bỏ thì bỏ sau cũng không muộn cả. Bây giờ cứ để nó đang sạch thân mà. Cái này trồng hơi bị lệch chậu tí. Mặt chính chậu đang như này, nhưng mà thực tế chơi nó như này. Đấy, lệch mất khoảng độ 15 độ. 15 độ nhưng mà nó khác hoàn toàn các bác nhé. Cái tay này nó bị chọc vào mắt này. Thì tôi đã sửa đi, bỏ đi, gần như bỏ đi cái phía bên này rồi, nuôi một tí chùm đây thôi. Chỉ như này là đẹp. Đó, như này rất đẹp. Đó, rất thuận cây rồi. Rất thuận cây rồi. Đó, các bác nhìn thuận cây. Mặt kia sẽ thế này. Đó. Mặt kia sẽ thế này. Đó. Là ok. Được cái thân côn nó rất là lành lặn. Lành lặn, già nua. Cắt giật cũng khá cục kịch rồi. Nuôi chờ mỗi ngọn rồi. Cái nào cái ngọn mà nó to thì các phía là xong rồi, là lúc đấy là hưởng thôi. Rồi, ok, cảm ơn các bác nha. Đấy, cao độ tính ra độ 20 phân thôi, nhưng mà rất rộng. Đấy, chậu này chắc khoảng dài khoảng 40. Xin cảm ơn các bác. Đầu trâu bây giờ hết đầu trâu rồi, không còn hình đầu trâu nữa. Các bác nhé, đã sửa rồi, đã khắc phục. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Sau này tôi bấm dập cái chỗ này đi tí cho nó phồng là đẹp. Không nên thu ngắn ở đây thì không nên, thì sau bông nó sẽ bí. Đánh ở đấy là ok rồi. Cố gắng đẩy ra phía bên này chịu. Phía bên này là hết đất rồi, không làm thêm được nữa. Đấy, các bác nhá. Thôi, nghỉ thôi. Chúc các bác ngủ ngon.